Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác, thì hôm nay là chúng em xin phép giới thiệu tới các bác một bộ mic không dây mới của Master Sound. Thì là chúng ta nhìn ở trên cái bao bìa bên ngoài, chúng ta có thể nó khá là giống với những cái dòng của Kiwi. Nó khá là giống của cái Kiwi. Đó, thì giá bán thì bên em đang bán là bằng nhau, hai loại bằng nhau. Đó, thì là bây giờ em sẽ khui hộp ra để chúng ta xem là cái thiết kế nó như thế nào các bác nhé. Đó, thì giá thì là bên em là bán con này với này cái con Kiwi là 1.050.000 các bác nhé. Đó thì nó bằng nhau, thì bây giờ em sẽ khui ra xem. Lớp ngoài và lớp bìa cát tông nhìn khá là đẹp và bắt mắt. Ok, thì đầu tiên là chúng ta thấy có một lớp xốp này. Đó, đây là tay mic của nó các bạn. Đây chính là nhân vật chính nhé. Thì em sẽ nói các cái phụ kiện chưa đã. Thì cái đầu thu của nó rất là giống với lại của Kiwi, không khác một tí nào luôn. Khác mỗi là mã thôi, khác mỗi tên thôi. Master Sound A2 của Kiwi thì nó là A200, con này là A2, nhưng tên nó là Master Sound. Thì con này là sản xuất năm 2020 các bác nhé, tháng 1 năm 2020, hàng rất là mới, là bên em vừa nhập về các bác nhé. Đây là nhà sản xuất người ta cho chúng ta là hai đôi pin này, đó, các bác có thể sử dụng luôn này. Đó, và một quả pin, cái này là cái sạc nhé, cái này là chúng ta khi các bác dùng nhé, thì các bác sẽ sạc pin vào đây, sạc quả pin to. Đây là, để em sẽ lấy quả pin to cho các bác xem. Đây chính là quả pin to này, đó. Viên to này thì khi mà chúng ta sử dụng đó, thì chúng ta có thể tháo nắp này ra. Đó, tháo nắp ra thì có gắn vào đây. Quả pin to này là quả pin sạc này nhé. Các bác đừng có hết, đừng có vứt đi nhé, vứt đi này. Không có pin để sử dụng đâu. Trừ những cái quả pin nhỏ này này, có quả pin nhỏ này các bác sử dụng hết thì các bác có thể vứt đi này. Còn quả pin to này là chính là quả pin sạc nhé. Đó. Đó thì khi mà các bác hát thì chúng ta sẽ nắp vào pin vào đây và bật ở đây. Cái đèn nó sẽ sáng, các bác tắt đi thì nó sẽ mất đèn như đó. Khi các bác hát này các bác lưu ý là các bác bật lên. Và khi mà sử dụng hết cái quả pin này ấy, thì các bác sẽ lấy một cái dây này. Nó như là một cái dây sạc điện thoại Samsung các bác nhé. Đó. Nó như là một cái dây sạc sạc điện thoại Samsung luôn. Và các bác cắm vào đây để sạc quả pin này để chúng ta có thể hát. Và đó là một cái mà rất là hay. Đó. Thì phụ kiện thì chúng ta sẽ có thêm là hai cái chống nắn mic này. Hai chống nắn mic. Và xíu nữa thì em sẽ test thử cho các bác. Còn đây thì là các bác có thể thấy là chúng ta đây chính là tay mic này, nhìn rất là đẹp. Thiết kế để mà so sánh thiết kế con này thì nó đẹp hơn con Kiwi một chút. Đó, đẹp hơn Kiwi một chút. Đó, đẹp hơn Kiwi một chút. Nên con này thì bên em là vừa mới nhập về nên là chưa biết là chất lượng nó như thế nào. Nhưng Kiwi thì chúng em bán rất là nhiều, chưa thấy bác nào kêu ca về chất lượng của em nó cả. Chưa ai thấy kêu ca về chất lượng của em nó. Con này thì em mới nhập về nên là cái chất lượng thì em cũng tất cả cái chất lượng là chúng ta phải qua thời gian chúng ta mới đánh giá được là nó như thế nào đúng không ạ. Đó. Nhưng mà với em thì là cầm mic này rất là chắc chắn nhé, rất là chắc chắn luôn. Đó. Rất là chắc chắn và thiết kế rất là gấu, còn nó không khác gì những bộ mic đắt tiền nhé. Đó. Nó thiết kế giống y như cái bộ mic đắt tiền luôn. Đó. Và xíu nữa thì em sẽ test cho các em cái chất âm của em nó như thế nào. Đó thì là đây là hai cái mic này. Master Sound. Đó, Master Sound. Đó. Bây giờ thì em sẽ xin phép là xin phép các bác là em sẽ test thử cho các bác về cái chất âm. Test thử cho các bác về cái chất âm để xem cái chất âm của em này như thế nào nhé. Vâng, thưa các bác thì em đã lắp xong cái bộ mic này. Đó, em đã kết nối xong tới con Vanker FX8. Đó. Thì khi các bác lưu ý nhé, khi mà các bác kết nối thì các bác nhớ bật cái đèn này lên nhé, bật lên để cho nó phát cái tín hiệu Bluetooth tới cái mic này các bác nhé. Đó thì khi các bác bật lên thì nó mới kết nối được. Đó. Thì bây giờ em sẽ test thử về cái chất mic này cho nó như thế nào. 1 2 3 4 5 6 7 tiếng rất là hay các bác nhé, tiếng rất là hay luôn. Và em để luôn ở chiếc loa luôn này. Tiếng rất hay luôn. Nên 1 2 nên. Thoải mái luôn.
Và bây giờ thì em xin phép em test qua cho các bác một đoạn nhạc để xem là hát một đoạn karaoke cho các bác nhé. Người ơi, tình anh, tình đó vẫn đậm sâu. Yêu em yêu mãi muôn đời. Dù có nửa xa, tình đó không hề phai. Yêu em yêu trọn con tim. Rồi giông bão đã kéo đến chia tình ta. Nhìn em mất những khoảng cách đã dần xa. Vì sao em yêu ơi, sao vội xa đi hỡi người. Sao không níu cao khi vẫn yêu. Rồi thời gian cứ thế trôi, vẫn mãi trôi. Tình yêu đó em đã vui trong mắt rồi. Còn tình anh ôm nơi đây trong nỗi cô đơn già nại. Yêu chỉ còn tim thêm khổ đau. Rồi thời gian cứ thế trôi, hoài mãi trôi. Tình yêu đó em đã vui chớp mắt rồi. Còn tình anh ngon nơi đây trong nỗi cô đơn gian nan. Yêu chỉ còn tim thêm khổ đau. Các bạn thấy không? Tiếng rất là hay đúng không ạ? Tiếng rất là hay luôn. Đó, và những bộ mic không dây này thì em nghĩ nó rất là chuyên nghiệp. Đó, rất là chuyên nghiệp, các bác thoải mái không sợ hú rít nhé. Em ngồi rất là gần loa mà không hề rú. Mà trong khi đó em mở mic âm lượng rất là lớn, đây các bác có thể nhìn này. Đó, mic âm lượng rất là lớn luôn. Đó, thì những bộ mic Master Sound này mã là A200 đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác nhé. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.